Xin chào các bạn, bây giờ là 6 giờ sáng, mình vừa mới thức dậy. Cùng với cái của nợ này này, trời ơi cái thứ ngồi hưởng thụ dễ sợ luôn. Chuyện là hôm qua mình vừa mới nhận được gói hàng của Amazon, là cái lồng của khói mình đặt từ mấy hôm trước, thế là lên đây chia sẻ thôi. Bắt tay vào lóc lồng thôi nào. Cái lồng này thì mình đặt 7,5 cent ở trên Amazon. Thì cũng rất là tiện, tại vì cái lồng rõ là to, người ta bợ về tới nhà cho mình nên không có gì để phàn nàn cả. Đang lắp lồng thì nói này, trời đất ơi, sinh ra để tôi nuôi bà cho tôi, không phải để tôi làm hồ sinh của bà đâu. Trời đất, lắm xuống cái này rồi. Kiểu bây giờ bị nước đáy lan ra thảm rồi nên mình phải dùng cái bình này để lau các bạn nè. Cái bình này thì cực kỳ tiện luôn. Mình chỉ cần lấy cái bàn chải đánh xuống cái sàn thì xà bông nó sẽ tự động ra cho mình. Đó, đánh cho đến khi xà bông nó ra như thế này nè. Sau khi đã chà xà bông xong thì mình sẽ lấy một cái giẻ khô để thấm ướt những cái xà bông ở trên nệm cho nó khỏi bị móc vào các bạn. Mình thì mình lười lắm, thì lúc nào cũng chỉ lo cho xong việc thôi à. Rồi dọn dẹp xong thì bắt đầu quay lại với công việc chính thôi nào. Trời ơi, mình thì hì hục lắp lồng, còn thanh niên đằng sau chỉ biết đứng nhìn thôi. Khỏi nói được, đang hì hục lắp lồng thì nhìn sang bên cạnh, lại phải đi dọn, không biết bao giờ mới xong đây nữa. Teng teng, sau một tiếng ngồi hì hục lắp ráp thì cuối cùng cũng đã hoàn thành được cái lồng. Ta nói trời ơi hắn mệt. Cái lồng nó cũng to phết đấy mọi người ạ. Bề ngang cũng phải được 70 cm, chiều cao cũng được nửa mét. Vấn đề là bây giờ để ở đâu bây giờ? Thôi quyết định rồi, để ở góc này vậy. Teng teng. Và rốt cuộc thì từ nay khói sẽ không phải ngủ ở trong nhà vệ sinh nữa các bạn ạ. Chúc mừng khói đã về với ngôi nhà mới.